Hai, xin chào anh em ha. Cường Duyên xin chúc anh em có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ha anh em ha. Thì uh, hiện tại thì mình cũng uh, sắp đến Tết rồi anh em nha. Thì ngày hôm nay là Cường làm một cái clip để Cường thông báo với anh em là hiện tại là Cường có nhận chăm sóc, chỉnh sửa và cắt tỉa lại cây cảnh của anh em ha. Và Cường sẽ nhận làm tại nhà anh em luôn nha. Đó thì những anh em nào ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những cái tỉnh lân cận như là Bình Dương, Củ Chi thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với Cường ha. Rồi lúc đó là anh em mình sẽ kết bạn qua Zalo và anh em chụp hình cái vườn hoặc là anh em chụp hình những cái cây mà anh em muốn chỉnh sửa. Đó thì anh em gửi qua thì lúc đó là mình sẽ thống nhất giá rồi Cường sẽ đến tận nơi, tận nhà của anh em để mình làm ha. Anh em không cần phải đi đâu hết anh em nha thì tới tết nhất rồi sắp tới rồi thì mình cũng có cắt tỉa lại mình chỉnh sửa lại cho cái cây của mình được chỉnh chu nhất và có những cái cây cường biết rằng là anh em chơi thì mình thích được cái đẹp nhưng mà mình chưa có cái kinh nghiệm hoặc là mình chưa đủ cái kỹ thuật để mình cắt tỉa nó cho đẹp hoặc là mình làm cho nó gọi là mình tôn lên cái vẻ đẹp nó nhiều nhất và mình giữ được cái nét đẹp của nó thì anh em chưa có thể làm được thì anh em có thể liên hệ với cường ha từ những cái cây bình thường và thậm chí là kể cả cây cao tiền cường vẫn nhận nhận làm cho anh em luôn nha thì có uống nè chỉnh sửa nè cắt tỉa nè và tư vấn cho anh em chăm sóc tốt nhất cho cái cây của mình ha và thời gian vừa rồi là anh em vừa thấy là mấy ngày vừa qua là trời thời tiết rất là nắng anh em ha đó thì đó là ố lộn xin lỗi anh em là thời tiết rất là lạnh ha thì anh em cũng có thể là lưu ý lại để chăm sóc cái cây mình tốt hơn ha và hôm nay là Cường làm cái clip nhỏ như vậy để Cường thông báo đến anh em ha. Là Cường nhắc lại là Cường có nhận chỉnh sửa, chăm sóc cắt tỉa và gọi là hướng dẫn lại cái cách chăm tốt nhất cho một cái cây của anh em. Và Cường sẽ nhận làm tại nhà tại vườn của anh em luôn ha. Anh em nào có nhu cầu thì kết bạn Zalo với Cường đó là 093 778 7700 hoặc anh em có thể gọi điện trực tiếp đó là 0374 113366 để anh em mình trao đổi và thống nhất với nhau anh em ha. Rồi, thì cuối clip, Cường duyên cũng xin chúc cho anh em có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với Cường nha. Cường Dinh xin cảm ơn anh em rất nhiều.